Đấy, anh em thấy không? Nắng cháy, khô hạn chưa qua, mùa mưa bão đã đến. Gió mạnh cấp 11, 12, giật tới cấp 15. Bão số 1, tên quốc tế là bão Talim, được dự báo là cơn bão rất mạnh. Có khả năng đổ bộ đất liền nước ta, từ tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình vào chiều tối ngày 18 tháng 7. Hãy cùng xem các đơn vị điện lực lên dây cót ứng phó cơn bão mạnh này như thế nào nhé. Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại sau bão nhanh nhất. Tăng cường, chủ động phương án thông tin liên lạc, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, diễn tập, chỉ đạo chỉ huy điều hành ứng phó. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác. Hiện các đơn vị trong toàn EVN đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để tham gia cắt giảm làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện các khu vực có khả năng sạt lở đất ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện, lên phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt các đơn vị trong vùng bão bị ảnh hưởng tổ chức tái lập ca trực đối với trạm biến áp không người trực vận hành tại chỗ, khẩn trương gia cố các điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở, khắc phục những tồn tại khiếm khuyết của lưới điện tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hàng nghìn ca trực cũng đã được các đơn vị bố trí, sẵn sàng xuyên đêm để ứng phó sự cố. Ôi, tôi nghe xong mà đã thấy ôm cái đầu rồi. Cả nhà ơi, khép lại phong trào flex trên mạng và cùng ngành điện tập trung chống bão nào. Anh em có muốn biết thêm trải nghiệm dầm mưa, ngâm mình dưới nước, khắc phục sự cố sau bão của thợ điện, hoặc muốn biết thêm thông tin về an toàn điện trong gia đình mùa mưa lũ thì comment ngay ở dưới nha.